Thưa quý vị, hoạt động của Sở Đội vụ Hà Nội ở địa chỉ số 18 mê Lê Thánh Tông, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàng Kiếm sẽ bị tạm đình chỉ hoạt động trong một tháng, kể từ 8 giờ ngày 24 tháng 11 đến 8 giờ ngày 24 tháng 12, theo quyết định số 83 do Đại tá Hà Mạnh Hùng, trưởng Công an quận Hoàng Kiếm, thành phố Hà Nội vừa ký ban hành. Cũng tại quyết định này, Công an quận Hoàng Kiếm yêu cầu Sở Nội vụ thực hiện các yêu cầu về đảm bảo an toàn phòng cháy và chữa cháy. Văn bản cũng đều rõ, Sở này có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính đối với quyết định này, theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, lãnh đạo văn phòng Sở Nội vụ cho biết, Sở đã có văn bản gửi Công an quận Hoàng Kiếm về việc trụ sở cơ quan này hiện vẫn đang đảm bảo được an toàn trong hoạt động, nên xin phía Công an giải quyết cho duy trì hoạt động. Và trong văn bản đều rõ, trong quá trình hoạt động, số nội vụ sẽ đảm bảo tối đa an toàn về phòng cháy chữa cháy và cố gắng hết sức để khắc phục những thiếu sót về mặt trang thiết bị thuộc hạng mục phòng cháy chữa cháy để phù hợp với tiêu chuẩn mới, đúng như lý do mà Công an quận Hoàng Kiếm yêu cầu cơ quan sở tạm đình chỉ hoạt động là để khắc phục một số hạng mục về phòng cháy chữa cháy tại trụ sở như máy bơm, hỏng nước chưa phù hợp với tiêu chuẩn phòng cháy chữa cháy mới. Gần đây, Công an thành phố Hà Nội tổ chức sơ kết một tháng triển khai, thực hiện tổng rà soát kiểm tra an toàn về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Trong một tháng cao điểm, Công an Hà Nội đã kiểm tra gần 65.900 cơ sở. Và qua kiểm tra, cơ quan chức năng đã ban hành hơn 3.500 quyết định xử phạt với tổng số tiền phạt lên tới.